Rồi xuống nha, chạy nha. Ok. Ê, chạy. À đi. Lấy thuốc nổ ra, lấy thuốc nổ ra. Rồi 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 rồi. Để em chọi nó. Rồi, anh cây khác đi, cây khác. Mày... đi, dính rồi, dính nó rồi. Yeah. Chết chưa? Chưa. Để chọi thêm. Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của The Forest nha các bạn. Hôm nay mình sẽ chơi chung với Rio nha. Đó, gọi Rio chào đi. Ok, chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại tập tiếp theo của The Forest. Thì hôm nay anh em tôi tiếp tục với cái trò kiếm lộn này. Trò này á, chơi khám phá thấy không thấy nhiều chân mà thấy chép lộn không à. Đi chém tay không chứ có làm gì đâu. Ừ. Thì tập trước thì hai anh em tôi cũng đi khám phá được một số thứ mà thấy là chém người nhiều. Thì một... nó tới đây kìa thắng. Đâu vô quất liền. Nghe nó hú không? Hơn đào ta. Ăn này đó đi, ăn này đó. Mấy cái bộ cây của mình nó trồng giờ lên trái luôn rồi nè các bạn. Mấy cây diệt quất kìa. Như nó bên ngoài hay sao á. Được. Bây giờ anh em mình sẽ ra khiêu chiến với tụi nó. Ok. Ấy. Nè. Chơi liền. Chết mẹ. Mày. Chết mẹ. Mày. Ý. Đâu rồi. Nó leo lên cây luôn kìa. Mày nè. Chết nè. Ý, hai thằng. Ây da. Quýnh em. Muốn chơi hay gì? Ây da. Rồi, nó chết rồi. Chết rồi. Em chết rồi. Con này còn thở nè, hấp hối nè. Chặt luôn. Làm cái lao á, mình đâm nó từ xa được. Cái lao ha? Ừ. Em có cái lao rồi. Cầm... Ê, nó trong nhà mình kìa, ngay cái cổng luôn kìa. Mày... Ây da, anh học cái em rồi. Mày... Ê, sau lưng kìa không? Ê, Rio. Ây da. Mày... Muốn chơi hay gì? Muốn chơi hay gì? Dám vô nhà tao rồi. Mày vô tới nhà luôn rồi. Mày hả? Mày... Đó. Đóng cửa lại được mới được. Nó vô. Ủa, hồi nãy mình ra mình không có đóng cửa phải không? Bởi vì nó vô nhà. Hồi nãy ra không đóng cửa. Bởi vì nó vô nhà mình phải rồi. Nhanh thiệt ta ơi. Đem thuốc okay. Trước rồi, có gì em mới quýnh trước. Gì đâu. Anh đèn mình... nút xíu là nó trượt xuống lẹ. Ồ lắc chứ ta. Mình quan sát. Mấy thằng ở dưới luôn kìa, có mấy đứa em bé nữa kìa. Có mấy đứa con nữa kìa hết. Mà quan trọng là có cái con bự không? Có. Chết bà không, sao đây? Xuống luôn hả? Kìa, xuống luôn á. Để em dụ nó nghe, em dụ nó rồi anh xuống cho em này, xuống tới đi. Ừ, đã xuống đây. Anh nó quýnh tay em rồi, từ từ. Rồi, xuống nha, chạy nha. Ok, ê, chạy. À đi. Lấy thuốc nổ ra. Rồi. Để em chọi nó. Rồi, anh cây khác mày... đi, dính rồi, dính nó rồi. Yeah. Chết chưa? Chưa. Để em chọi thêm. Chết rồi mà. Nó còn đứng ở kia kìa. Rồi. Kìa nó còn đứng đó kìa. Con kìa. Dạ vậy. Ê. Nó nhảy. Ê, có chân. Không sao. Em không thấy đường. Khó quá. Nó nhảy cả. Nó búng quá. Đốt nó đi. Rồi chết rồi đó. Chết rồi hả? Chết rồi đó. Định mệnh con này. Má, phải trị nó gì mới được. Thấy không, banh xác luôn, trời ơi. Mấy tập đầu mà anh em mình chơi rồi, anh em mình sợ không dám xuống. Nó lấy nước ngọt này không? À, Rio. Đâu anh. Nè, đây nè.
Rồi, châm lửa anh. Hồi mấy tập trước là rén con này dữ dằn luôn. Đốt vào cho thấy được anh hắn. Còn đó nữa kìa. Mày con mày. Mày sao để, không? Để anh làm cái búa lửa. Làm cái búa lửa thấy mới thấy đường. Sao tốn quá ta. Đúng tốn luôn á. Cái búa lửa nè, búa lửa này đúng tốn luôn á. Tốn giải thôi mà. Cháy không được nhiều chứ nó tắt mẹ. Ok, bây giờ anh em này mình đã xuống hang đường nha. Ôi ôi, đây anh thắng con nè, xét chết nhóc cho nè, xét mấy đứa nít đó. Con nó nè nè, đi không? Sao nó đẻ được hay gì chứ sao? Quái đản thực sự luôn. Nó chết nhóc chưa kìa. Anh nhớ hồi xưa là làm được cái đuốc á. Cái đuốc hả? Là cái cây rồi mình quắn có miếng vải vô á là nó thành cái đuốc. Bây giờ anh lấy cái búa xong hay miếng vải hay sao á. Nè, anh nói cái này là đúng không? Cái nào? Không có cái đầu người. Để đâu để con rồi. Vậy cũng nãy được. Nãy giờ hết mấy chai thuốc nổ rồi. Hồi nãy hình như anh ném ba cái. Đây cái này bạn, càng đi thì càng vô ngõ cục của ta. Đây, các bạn coi em bé nè, trời ơi. Con của nó đó. Ghê chưa? Nó dưới này mà nó đẻ được vậy là cũng thấy ghê lắm á. Bên đây đường cùng mà nghe anh hát, quay lại đi. Đường cùng hả? Đường cùng rồi. Vãi đái thực sự. Chắc phải đi bên này hay sao á. Mấy cái hang này là chắc chắn có đồ để mình loot. Rồi, ủa, chết nhóc ê, rồi. Có đường đi nè. Thanh niên. Đó. Bên đây nè. Thì đường cùng đó, đường đó là đi ra ngoài luôn đó. Phải không? Anh đi thử rồi. Chui qua cái khe đá nè. Rồi, chui qua thử rồi. Nè, qua cái hang khác nè. Qua khác hả? Ừ. Ủa, em tưởng đâu ra bên ngoài chứ, ra ngoài hang chứ. Cái hang khác nè. Nó chưa chui nữa mà nó biết ra ngoài hay thiệt. Không, tại bình thường em coi thấy người ta chui đi là đi ra ngoài mặt đất luôn á. Có đâu. Giờ khỏe rồi đó, giờ diệt được con đó khỏe rồi đó. Ừ. Con đó là kiểu như nó canh cửa thôi. Nhưng hai mà nó bị nó quýnh hai cái. Nó quá là trâu. Đây có gì không? Chia đi, anh đi bên trái, bên phải nè. Ừ. Ôi ôi. Ghê quá các bạn ơi. Má kinh dị vậy. Vô trong đây sợ gì, sợ có, sao. Có gì la lên nha. Ok. Ghê quá. Ô, oh, mấy cái vali. Nói ra gã chơi nè. Mấy cái vali đập được á. Mấy cái vali đó đen đen á. Đúng rồi. Cái này cái gì ta, cái cục gì đen đen. Cái chừng của người á chứ cái gì. Không, cái cục đá gì á. Anh Thắng ơi. Cái gì? Con đó hả? Ừ. Con đó nữa hả? À. Lấy mình kìa. Cái con màu trắng mà, cái con người mà. Ây da. Trời ơi, đẩy mẫu kìa. Không, nãy mới thấy con bự nữa. Có hả, con bự hả? Thôi anh chém mấy nhỏ chưa đi, Mày, ai da. Em mới thấy con bự, cái con mà trên mặt đất, nó lên mặt đất một lần rồi đó. Mày, thì con bạch tuộc mà. Con bạch tuộc á? Ừ. Ê, sắp chết rồi. Uống vô đi. Ghê quá à. Đâu, còn bạch tuộc đâu. Để xíu còn lại được, xíu còn lại được. Mày, nhá con. À, để em đi trước. Anh hồi máu chưa? Khoan, để ăn miếng thịt cái đó. Như đây còn cái hang nữa nè. Có, anh đang hồi máu. Hồi từ đi. Rồi cái con bạch tuộc đâu? Nó chạy hay sao rồi? Gì xui trời, trong hang này sao nhiều vậy? Nhiều con đó á.
Ơ quá không thấy được. Ôi em làm được bức tranh nè. Ê ê trên đây có gụ nè, mấy chai gụ nè. Thì gụ hả? Ừ. Lấy đi, lấy đi, lấy đi, lấy đi. Lấy đi chế chế gì? Cái này bức hình hay gì? Nè bên đây có mấy chai nè, lấy nè Rio. Đâu anh? Nó ở dưới đất á. Thấy đó. Chưa? Đó rồi. Ủa sao anh thấy mà em không thấy sao? Ba chai luôn. Cái gì? Tiếng gì? Em muốn đầy luôn rồi anh ơi. Dạ. Bây giờ lấy ra chế đi. Chế bớt đi. Chế đi, chế đi. Mấy chai này thì để chế thôi chứ không có làm gì khác được hết trơn á. Không uống được nữa. Đúng rồi. Uống được nhưng mà nó khát nước. Ủa đường nào anh Thắng? Nè có đường như đi ra nè, đi ra ngoài ngoài luôn nè. Ra ngoài luôn đúng không? Ừ, nhưng mà ban đêm rồi. Bên đây. Em bị lạc rồi. Ê. Em bị lạc rồi anh Thắng ơi. Đi theo cái hướng của anh nè, đang đứng bên đây nè. Đây, quay lại. Quay lại. Đây, bên phải. Định mệnh dơi nữa. Anh cầm máy tấu đi, để em cầm chai lửa cho. Ok. Có mấy lon soda này. Ơi nấm độc nha, đừng ăn nha, nấm độc á. Ê, kìa. Nó kìa. Chém nó đi, con thằng à. Mày chết đi. Cho mày vô hang ở luôn. Mà tối. Ê. Luôn kìa. Hai thằng. Để em cover anh. Anh chém thằng kia đi, anh chém thằng kia đi. Má con điếm này. Ây da. Anh quýnh chúng em bị cháy rồi. Bốn thằng luôn kìa. Ê nó có 4 thằng. Ê. Đâm mệt. Ây da. Ây da nó quýnh em. Ok. Rồi gục luôn anh Thắng ơi. Chạy cái làng luôn. Em đi gục rồi chạy đi. Yeah. Chạy đi, anh chạy đi. Ngay cái làng của nó luôn. Được không? Xuống nước luôn rồi nè. Nhảy xuống luôn. Xuống chứ trốn đi, hòa máu đi. Em gục rồi. Chết mẹ không, nãy giờ quên theo lại. À, cái này hồi sinh được không ta? Anh chết chưa? Chưa. Cái nhà mình kế bên luôn kìa. Bây giờ anh gán anh hồi máu đi, còn như máu. Còn đóng máu luôn. Bây giờ chém đi, chém được nhiều chém. Có lựu đạn không? Lấy lựu đạn chọn đi. Lấy lựu đạn chọn đại đi. Còn có hai trái à. Lấy dồn tụi nó lại rồi lấy lựu đạn chọn. Tụi nó đâu có tiêu rồi ta. Lại cứu em cái đi. Bắt tiêu tụi nó rồi. Đây. Được không? Được. Rồi, có máu không? Vô chém cục máu đi. Đây. Rồi em vô tới đạn luôn rồi. Ê. Cái dĩa với cái đấy. Cho em hợp nó đi. Ê nó tới kìa. Hết rồi, anh hết có rồi. Không? Anh hết cái đó rồi. Nó tới kìa. Cầm chai lửa em trời. Chém đi. Má thật sự. Mày. Chết rồi. Thằng đó nãy giờ bị chém nhiều lắm rồi đó. Kìa, nó đứng trong nhà có con thằng đó kìa. Ây da. Mẹ. Chạy xuống cái hồ. Ây da. Cái hồ bên đây nè, chạy theo anh nè. Cái hồ đó. Đây, chạy theo anh nè. Đốt nhà luôn đi. Đâu có được đâu. Tốt, làm tốt cái đó, đốt có được đâu. Hơi cháy hơi nó tắt rồi. Vô đây mày. Né đi ha. Chơi với mày luôn. Đúng cháy rồi kìa thằng. Đỉnh mệnh. Thằng kia nó còn bị cháy nữa. Tối quá em không thấy đường. Thôi bây giờ chạy về nhà đi. Nè hướng này nè. Nhà kế bên. Trời ơi. Hồi nãy 4 thằng lận ha. Nãy nó tới 4 thằng lận. Mình đi ngay vô trong cái làng của nó, bởi vì nó đóng luôn. Tập này bị tụi nó hành lại rồi anh em ơi.
Đấy. Tập trước chém tụi nó quá, tập này tụi nó kéo bằng, tụi nó hành mình lại. Ơ, nhạc tối tối hù người ta. Múc lửa lên, múc lửa lên, thấp thén rồi, thấp thén rồi. Để chạy ra bờ biển coi, chứ bờ biển có cái gì. À đù, thấy kìa, có kìa. À đù, mới thấy sớm mà gặp mấy ảnh rồi, chém tiếp mẹ đó. Ba thằng nha. Ê, này quýnh cái nữa nè. Mày mày lao, mày lao. Mày vô, đừng mày cho nó, em không cho nó vậy luôn. Chết nè, chết nè. Nó trừng kìa. Ê, mày. Mày vô đây. Mày vô đây. Ây da. Mày ơi. Mày láo. Chém gụng găng luôn. Ây da. Còn nữa hả? Ồ. Cái máu rồi, thằng này em hết máu rồi đó. Còn nữa kìa. Bị cái thằng mà 2 mét đó, nó tán cái muốn chết luôn trời. Mấy thằng nhỏ nhỏ thì không sao, mà mấy thằng 2 mét nó quánh mạnh lắm. Bắn con này, Ừ. Mày hả này? Này hả này? Còn con nữa. Ok. Này, dính. Này. Đấy. Phải tung tắm mới được. Em bị dính máu rồi. Ồ, con nai này nó cho tới ba miếng thịt lận. Được. Cái đầu nai làm gì ta? Đầu nai đem về chưng. Lấy bây giờ đem hết bỏ đi. Em đưa hết cho em hết đi. Em đem về em phơi. Đứng này đợi em nghe. Thật đó hả? Rồi. Yeah. Cái gì? Đu. Má, đánh lén. Mày quánh lén. Không đi hướng này nha. Giờ đi qua đây. Hướng này đi rồi. Anh thấy thằng tha kia thấy vậy không? Ừ, thấy rồi. Tha kia có cái công trình đó. Vậy đi qua đây. Cho nên đi ngược lại đi. Vậy là mình sẽ đi xuống cái bờ biển. Xuống bờ biển đi. Ừ. Chứ nữa là em sẽ kiếm cái chỗ nào á kết nối mình từ nhà ra biển này nè. Em thay cái bè. Ừ. Thay cái cảng riêng luôn. Giờ này chơi, muốn chơi phá đảo á, trừ mấy thằng nào mà ghen lì lắm mới dám chơi thôi. Ừ. Chứ chơi mình ra không dám chơi đâu. Thế nó kinh dị sao sao á. Biết sao, cái game này nó cho mình cái cảm giác mà kiểu chơi vơi á. Kiểu cô đơn mà nó có một cái nơi mà rất là rộng lớn. Đúng rồi. Rồi mình không biết phải làm gì. Ừ, rồi mình gặp mấy cái hang tối sợ. Nó nản á. Có bánh trái ăn không à? Rồi có hai bình dưỡng khí nè. Coi à, có cái đầu trên đây nè, ghê không? Má ăn thịt người luôn hả? Nè, cái cửa ở đây được. nó có khóa nè, mình phải tìm cái gì á, mình đút vô đây nè, mới mở được. Mở ra mới có được. Ừ. Kìa nhìn nè, thấy không? Thịt người trên bàn nè. Ừ, ghê. Má, ghê gì vậy? Cái thằng chủ tàu này bị điên hả? Chủ tàu gì, mấy thằng mỏi lên đây gọi đó. Mấy mỏi nó lên đây gọi đó, nó làm gì đó. Chỗ này ngủ được luôn nè, sell được luôn nè. Đúng rồi. Chỗ này có thể là một cái căn cứ của mình luôn. Bây giờ đi hướng nào giờ ta? Mình sẽ lên cái cây ở trên kia kìa, thấy không? Ok. Bây giờ đi kiếm cái máy bay cũ đi, kiếm cái máy bay thôi. Ừ, không biết nó rớt đâu luôn. Kiếm xác máy bay đấy. Rồi, nhảy xuống. Chỗ cây này có gì ta? Anh lấy mấy cái lá cây này anh hồi máu được á. Được không? Được à. Ông ăn cho đỡ đói thôi. Ở đây có đồ mặc nè. Có cái vali duy nhất ở đây à. Mà có gì không? Không có đồ, gì hết. Có đồ mặc. Ê, cái chỗ này nè. Mình phá được nè. Đâu anh? Có thuốc nổ phá được nè. Thiệt không? Thiệt. À. Rồi, chọn đi. Ra. Đấy. Hay tại
Trời đất ơi, tưởng cái gì không? Cái súng kìa. Ờ, cái súng hả? Ừ. Đâu, súng đâu? À, là chế. À, chế thôi, chế một cái à, bộ, một bánh nữa là... Cái bộ phận của cái súng. Còn một có... bánh nữa mới đủ, một đấy, bánh có... nữa mới đủ. Có đạn luôn nè, lượm đi. Đâu đạn đâu? Hình mấy cái tròn tròn á. Không có đâu anh. À, mới là... à, mới lượm được mấy viên nè, 4 viên. Mình phải tìm thêm một cái bộ phận nào đó gáp vô mới thành cái súng được. Đúng rồi. Bây giờ đi kiếm thêm cái hang nữa đi. Ở đây có bụng nữa nè, lấy bụng không? Bụng hả? Đắp lên người để cho tụi nó không thấy mình hay sao? Ừ, chắc vậy quá. Để tụi nó không có đánh hơi mà được hay sao? Chắc gì quá. Dưới này có vali không ta? Em mới thấy có cái vali đằng kia mà có con cái không hả? Dạ. Để anh cho nó... Ừ. Anh đốt tụi nó. Mập này nhìn như thiệt chứ. Đây mày. Ui. Đây. Ui. Mày. Ui 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 ui. Rồi 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 rồi. Ồ, cháy gì không chết. Ê, chết 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 chết. Chạy 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 chạy. Yêu máu hả? Yêu máu, yêu máu. Chém chết mày không? Rồi. Còn thằng đó, còn thằng đó. Đỡ thôi. Ây da, ây da. Chết mày em. Chết mày em. Ồ, có cái xô nè. Ừ. Có báo nè. Báo gì lắm chứ. Thì tập này mình cũng chưa làm được gì nhiều hết. Nói chung là mình khám phá được một cái hang cũng được ok rồi. Diệt được cái con đó là cũng ok. Ừ. Bây giờ cái bãi tàu đắm tuốt ngoài kia kìa. Phải làm bè mới được. Chắc ngoài đó có đó. Ừ. Chặt thôi, chặt đi, chặt đi. Bắt đầu chặt cây thôi. Đâu tiêu trời. Rồi, 7 khúc nha. 7 khúc cối. Trời ơi, đảo này có quần què. Quần què chứ có gì. Mẹ làm cho đã. Má lừa đảo không. Đúng là lừa đảo luôn. Lừa đảo. Báo không. Em lái chưa, đi qua bên này nè. Anh đủ không anh Hắc, đủ không? Ê, sao làm cái liệu kế bên cái này, chúc mình quăng thuốc nổ ở đây nữa. Chết phải không? Bỏ 6 cái ra là đựng cái. Để em quăng thuốc nổ. Để coi trong cái lỗ này có cái gì nha. Có đằng khách tha kia là gì ta? Ê! Má chọi xa quá, không biết có được không? Được. Có gì không? Ờ, cái súng nữa kìa. Cái đồng, với cái đồng hồ. Với viên đạn. Pháo 8 hả? Pháo 8. Đi ráp được chưa chạy? Cái này rồi... Bán mạch hả? Bán mạch hay cái gì chạy? Cái gì nữa ta? Cái này... Vẫn chưa đủ. Thiếu mấy cái nữa lận. Vẫn chưa đủ. Thiếu hơi nhiều luôn á. Ừ. Nghe tiếng gì ta? Ê kìa, sau lưng kìa, sau lưng. Có chân. Nó tới kìa. Nhào vô bính em. Mày chết. Mày chết. Đầu luôn đi. Có mấy chai rượu nè, nước ngọt. Chết đi khứa ơi. Xuống tắm cái. Ồ, có mấy con thằng lặn luôn kìa. Hai thằng kìa. Mày, ba thằng luôn. Làm con thằng lặn của tao. Ê, sau lưng, có chân, sau lưng. Em chạy hết rồi, Né đi. Đưa cái dao lên đỡ. Đưa cái dao lên. Rồi. Mày
Mày chết này, chết này. Cháy, cháy à. Mày hả? Mày hả? Mày. Ây da, ây da, ây da, xuống biển luôn. Đi, đi chạy đi. Xuống tới biển luôn trời. Nó gượt xuống à, tới biển luôn. Mày mày điên này. À, lấy mà tấu ra chơi tụi bay luôn. Mà cháy chùm mày, cháy chùm mày. Hay quá. Tới okay, 5 thằng luôn là... Trời trời yeah. Một nhóm của nó tới 5 thằng lận. Hai thằng chạy lên trên rồi. Mà thường nó đi theo băng mà. Ừ. Tắm đi, tắm đi thế. Anh kiếm được mấy hộp thuốc rồi? À, hai hộp. Em ba hộp. Okay. Ui, lạnh, em mới thay hết rồi. Em mới thay hết hộp rồi. Lên đi, lên đi. Đưa, 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 đưa. Đi thèn quá. Thầy lên lên đây. Ồ em hết lá luôn rồi, em không còn gì chân. Dạ. Yeah. để coi. Anh còn không? Ờ, ơ, cái liều ngủ được nè. Ngủ được không? Được, 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 ngủ luôn. Ngủ đi, ngủ đi. Xeo lại. Xeo lại, xeo lại cái đấy. Hay ngủ. Ngủ luôn. Hên quá. Hên quá. Rồi, khỏe rồi, khỏe rồi. Xeo lại, xeo lại. Rồi, mình kết thúc video tại đây được rồi. Ok. Ok, tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn vào okay, cái video thì, tiếp theo. Mày, anh em tôi cũng khám phá được cái hang, đúng không? Ừ. Khám phá được cái hang xong tìm được gia hợp thuốc. Cũng không có gì nhiều. Thì cũng mong là tập sau là sẽ tìm được một cái gì đó thì nó có ý nghĩa hơn. Chứ giờ thấy đứng dậm chân tại chỗ không à? Ờ. Ok, thì bây giờ tôi không sẽ sao. Kết thúc tập này để đây nghe anh em. Không sao đâu, mình xuống mình đánh được cái hang cũng vui rồi. Đúng rồi, xuống được cái hang diệt được nó cũng vui rồi. Đỡ hơn đứng sơ gớ không làm gì. Ê nè nè, cái gì mà hôm trước mình muốn xây đây nè. Đâu đâu. Nè, cái đốt lửa ở đây nè. Chưa xây nè. Đốt lửa cái... thầy tin nghĩ hay sao á. Vậy à, cái chỗ này hôm trước là mình có tới đây rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Ok thì tôi sẽ kết thúc tập này đây nghe anh em. Nghe anh em thấy hay thì hãy để lại like, subscribe để ủng hộ tôi dính thắng nha. Rồi. Chuẩn bị ra tập 4 nữa nè. Ồ đằng thay kia có thằng kìa. Dứt luôn hay gì? Dứt cái đi nghỉ. Ừ. Vô chiến luôn. Chết mẹ mày nhá. Chém nó. Chém nó. Có vừa chém linh tạo linh hoàng. Ây da. Nó quýnh cái lưng em mày. Mày quýnh nghe không? Ủa em quýnh nó cái nó chết luôn kìa anh Thắng. Ghê vậy. Hình như quýnh từ sau lưng anh quýnh chết luôn hay sao á. Ok tạm biệt mọi người. Rồi tạm biệt mọi người nha. Hẹn các bạn vào cái video tiếp theo. Tập tiếp theo. Rồi bye. Hôm nay mới tập tiếp theo nha. Ok bye. Tối quay nữa mà Thắng. Hả? À, tối à? Không. Rồi. Quay nhiêu được rồi. Có gì mai mốt gì đó mà quay tiếp. Ok. Rồi. Để tối em kiếm gì đó em quay. Ừ. Mai đi, mai mốt. Theo lời rồi đúng không? Ừ. Rồi.